lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Xem tướng răng, biết ngay vận mệnh sướng khổ. Xem tướng răng cũng quan trọng không kém với tướng tai, tướng mắt, tướng mũi hay tướng miệng, bởi qua đó cũng đoán biết được phần nào số mệnh thăng trầm của đời người. Hãy cùng lịch ngày tốt khám phá ngay sau đây. 1. Tướng răng hô. Theo nhân tướng học, người giang hồ tuy bề ngoài sởi lời nhưng thực chất trong bụng lại xấu xa, lòng đố kỵ lớn hay ganh ghét với thành công của người khác. Đàn ông giang hồ thì phúc đức tổ tông không tụ được đến đời mình, tính cách thô bạo, ít gặp may mắn trong sự nghiệp hay cuộc sống. Phụ nữ răng vừa hô, lưỡng quyền lại cao thì sẽ có tướng khắc phu, dễ phải qua hai đời chồng. 2. Tướng răng khảnh. Chiếc răng khảnh không chỉ thể hiện sự duyên dáng, đáng yêu mà còn cho thấy chủ nhân có tấm lòng chân thành, lạc quan, rất thiện chí giúp đỡ mọi người xung quanh. Trong công việc, người này luôn nỗ lực cố gắng hết mình. Nhưng vì số mệnh, tiền khó, hậu thanh nên họ sẽ phải cố gắng nhiều đến khi lập gia đình hoặc ngoài 30 tuổi thì tài vận mới hanh thông. Ngược lại, nếu bản thân người này không chăm chỉ làm việc, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào cảnh bần hàn, cô độc. 3. Tướng răng quặp. Xem tướng răng, nếu có kiểu răng này thì bạn thuộc tuýp người cẩn thận, chi li, có chi tiến thủ, xử lý công việc nhanh gọn. Bạn phù hợp với các công việc hậu cần, những việc thiên về tính toán, đòi hỏi tập trung cao. Dù không có số mệnh giàu sang, nhưng người này rất thủy chung trong tình yêu, hết mực chiều chuộng bạn đời. Vì sống nội tâm nên bạn ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói, thay vào đó là dùng hành động để thể hiện. 4. Tướng răng lộn xộn. Theo quan điểm nhân tướng học, người có tướng răng lộn xộn, nhấp nhô, cái thỏ cái thụt thì dù là nam hay nữ đều không có số mệnh tốt lành. Cuộc sống luôn gặp nhiều khó khăn, bất hòa, công việc không được như ý, khó làm việc nhóm. Nếu màu men răng vàng, tối, hàm răng khấp khểnh không đều thì chứng tỏ chủ nhân có nhiều tà dâm, dục vọng, tính tình bạo lực, ăn nói khó nghe, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây hơn người. Người này khó có thể làm nên việc lớn, chỉ thích hợp làm các việc chân tay. 5. Tướng răng ở hàm trên khít, không có khe hở. Nữ giới sở hữu hàm răng phía trên kín khít, không có khe hở, lại chẳng đều, thường khéo léo và giỏi nội trợ. Còn nam giới thì phong lưu đa tình, được nhiều người theo đuổi, mến mộ. Tuy nhiên, nếu kết hợp với đặc điểm hàm răng dưới mọc thưa, kích thước răng nhỏ thì vận mệnh người này lại không được tốt đẹp. Làm việc vất vả, sự nghiệp xa sút, hôn nhân không được hạnh phúc. 6. Tướng răng thưa, nhiều kẽ hở. Xem tướng răng thì người có răng thưa, nhiều kẽ hở, lại có môi mỏng, khuôn miệng vừa phải thì giỏi ăn nói, khả năng hùng biện trước đám đông cực tốt. Nhưng nhược điểm của người này là thích thổi phồng sự thật, thuộc kiểu chém gió chém bão, thường xuyên rơi vào cảnh vụng trèo khéo trống, cái miệng làm hại cái thân. Ngoài ra, nếu răng thưa mà có thêm đặc điểm là môi mỏng, miệng rộng thì đây đích thị là tướng răng của người bất tín, không ngại lừa thay phản bạn. Họ khó giữ được bí mật của chính bản thân cũng như của những người xung quanh. Thế nên, tình trạng trong nhà chưa to, ngoài ngõ đã thông là hết sức bình thường. Cuộc sống của người có kiểu răng như vậy chỉ ở mức trung bình, không quá dư giả, công việc và sự nghiệp cũng chỉ bình ổn. 7. Hai răng cửa to và vuông. Cẩn thận, chú đáo, làm gì cũng suy nghĩ trước sau vẹn toàn là đặc trưng của những ai có kiểu răng cửa to và vuông. Hơn thế, người này còn rất dễ thành công trong sự nghiệp nhờ vào khả năng giao tiếp khéo léo và nhạy bén của mình. Nếu giữa hai răng cửa và hai răng bên cạnh kín khít, không có kẽ hở nào, chủ nhân sở hữu trí tuệ, minh mẫn, bộ não thông minh và cơ thể cường tráng. Người này rất hợp làm nghiên cứu và sẽ thành công trên con đường học vấn hơn là làm ăn buôn bán. Trong trường hợp hai răng cửa thưa, kẽ răng to, rộng thì cuộc đời chủ nhân không lý tưởng, tài lộc kém vượng. Nếu răng hô, chia ra ngoài, nam giới thì tính tình quá phóng khoáng, nữ giới lại khá đành đá chua ngoa. Cuộc đời của người này ở mức trung bình, phần lớn là làm các công việc chân tay, cuộc sống khó mà có thể giàu sang phú quý. Trên đây là một số tướng răng phổ biến. Bạn đang sở hữu tướng răng nào? Liệu có cần phải sửa răng để thay đổi phong thủy? Hãy chia sẻ cùng Lịch Ngày Tốt nhé! Lịch sẽ tiếp tục cập nhật những khám phá thú vị về vận mệnh cuộc đời qua nhân tướng học trong các nội dung tiếp theo. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.